Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo con Nissan Conqueror. Con này nó có hình mẫu như thế này. Con này thì tháo nó cũng dễ dàng thôi. Các bạn chỉ cần cái móc của cái tua vít này được rồi. Cái này thì cứ thế mà cậy thẳng ra. Móc nó tâm. Con này nó lợi sắt cũng không cứng lắm. Các bạn cẩn thận nhé. Cứng rắn nhưng mà phải nhẹ tay. Thì về màn hình ấy, em quay đi đâu vậy? Mấy lần quay con quay đi đâu ấy? Quay giữa góc mềm. Chào các bạn, tháo được đây. Con tàu này đang bị chết nguồn. Như ra thì nó sao được chiếc nguồn camera vẫn lên. Các bạn chỉ cần biết các cái rắc đằng sau thôi. Và nhớ vị trí đường rắc này là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video.